We'll be right back.
xin được lo cho kính mời đại diện họ nhà trai ạ. Vợ chồng anh đoán sẽ cùng nhau bước lên sân khấu được không ạ? Trân trọng kính mời vợ chồng anh. Vâng, khi tuần đoàn thể quý vị thân mến, và chỉ còn một ít phút nữa thôi quý vị ơi. Chỉ còn một ít phút nữa thôi quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau ngồi nán lại ngày hôm nay để tổ chức buổi lễ ra mắt cho cô dâu và chú rể. Làm sao được thành công tốt đẹp, làm sao được thành công rực rỡ nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết là vợ chồng anh đoán đang ở đâu ạ? Xin mời vợ chồng anh chị sẽ bước lên sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị quan viên ngày hôm nay đi nào. Trân trọng kính mời vợ chồng anh chị. Sau nhất trí của chính quyền địa phương, vô sự đồng thuận, tác hợp vượt vén của cô dâu và chú rể. Hôm nay ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 16 tháng 12 năm Nhâm Dần, ban tổ chức sẽ không để quý vị phải đợi chờ thêm một giây phút nào nữa. Ban tổ chức xin được trịnh trọng tuyên bố tác hợp thắm đượm từ đây. Lễ trao giải mời của cặp đôi đường hãy thu nhận sang thứ nhất trong buổi trưa ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Quỳnh Huy, sinh viên cùng chú rể Đức Toàn. Chú rể Đức Toàn, sinh viên cùng cô dâu Quỳnh Huy, xin phép chính thức được bắt đầu. Và một lần nữa quý vị chủ động lên đầu ra một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin mời đoàn gia đình hãy đợi những nụ cười thật tươi lên đi nào. Trước cùng xin được gặp kính chuyện lời mời của hai bên gia đình họ nhà trai cũng như họ nhà gái, cũng như đôi tân lang và tân gia nhân, đó chính là cô dâu Quỳnh Huy, sinh viên cùng chú rể Đức Toàn trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính chúc cho toàn thể quý vị quan khách đã và đang hiện diện tại khán phòng hạnh phúc. Quý vị chúng ta đã mất chút thời gian vàng ngọc của mình để trở về đây để cùng tham dự buổi lễ vô quy của đôi bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ có thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày của mình. Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Và ngay giây phút này đây, ban tổ chức sẽ xin được long trọng kính mời cô dâu Quỳnh Huy và chú rể Đức Toàn. Hai em sẽ cùng nhau tiến về phía tháp ly rượu tình yêu để cùng nhau khui rượu, sâm banh, rót tràn tháp ly rượu ngày hôm nay. Trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị quan viên, trân trọng kính mời hai em xin mời. Và chắc hẳn là bên họ nhà trai thì vừa tổ chức xong, và có lẽ rằng chai rượu đầu tiên sẽ không có gì khó đối với chú rể Đức Toàn ngày hôm nay. Xin mời chú rể sẽ cầm chai rượu đầu tiên của mình lên và hãy mở nắp chai rượu sắp tay đầu tiên của mình ra và cùng cô dâu tay trong tay, đó chính là cô dâu Quỳnh Huy, rất chẳng thoát đi rượu ngày hôm nay trước sự chứng kiến của đoàn thể quý vị quan khách đã và đang ngồi trong khán phòng hạnh phúc của hai bạn. Trân trọng kính mời, xin mời chú rể Đức Toàn sẽ vặn chai sắp bánh từ từ vặn ngược nha chú rể nha, xin mời. Và một lần nữa quý vị chúng ta sẽ đổ ra một tràng vỗ tay thật lớn cho chú rể Đức Toàn và cô dâu Quỳnh Huy ngày hôm nay, xin mời. Và gặp chai rượu sắp bánh đã được mở tắt chai rồi, xin mời cô dâu và chú rể hai em sẽ cùng nhau tay trong tay rót tràn tháp ly rượu, xin mời. We'll be right back.
lên trên bàn trước ạ, xin mời. Và không biết là bên họ nhà trai có tổ chức tác phẩm cách đây khoảng tầm 1 tiếng thôi quý vị ơi. Không biết là MC bên đấy có cho cô dâu và chú rể hôn chưa? Chưa, à, có chưa chú rể ơi? Chưa. Dạ chưa. Hải đang cứ tưởng là hôn ở bên đấy rồi. Nếu mà hôn ở bên đấy rồi thì chắc hẳn là cô dâu đang âm 1-0 đúng không quý vị ơi? Nhưng mà chưa thì chắc là Huế. Và ngày hôm nay thì quý vị chúng ta đã bất chấp thời gian và ngọt của mình đi chuyển về đây rồi. Xin mời tất cả mọi người chúng ta sẽ giơ trước máy ảnh sắc nét sẵn có của mình để ghi lại hình ảnh tuyệt đẹp nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết là chú gì Đức Toàn ơi, chú gì có dành cho cô dâu một nụ hôn yêu thương dài nhất ngày hôm nay để gửi tặng đến toàn thể quý vị không ạ? Chắc chắn rồi ạ. Dạ chắc là mong lắm đây mà. Và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể hai em sẽ bước lên phía trước của mình hai bước ạ, xin mời. Và trân trọng kính mời hai em sẽ quay mặt vào nhau, xin mời ạ. Và xin được trò chuyện với cô dâu và chú rể một chút là chú rể Đức Toàn ơi, không biết là chú rể quen cô dâu cách đây khoảng tầm mấy năm rồi thì không biết là chú rể đã bao giờ hôn cô dâu chưa? Trả lời thật đi ạ, xin mời chú rể. Chưa được. À chưa, quý vị chúng ta có tin không ạ? Có tin không ạ? À, đúng rồi, hôn nhau chỗ tối chỗ kín thì ai biết đúng không ạ? Chỉ có trời biết đất biết thôi đúng không quý vị ơi? Vâng, và ngay sau đây xin mời cô dâu và chú rể. Chú rể sẽ đặt tay lên chỗ nằm mềm nhất của cô dâu. Và cô dâu sẽ đặt hai tay lên chỗ nằm cứng nhất của chú rể. Xin mời chú cô dâu sờ từ dưới chân lên chỗ nằm cứng nhất của chú rể thì đặt hai tay của mình lên xin mời. À chỗ nào ạ? À chỗ đấy ạ. Vâng, có khi là xem phim tình cảm Hàn Quốc nhiều rồi cho nên là cô dâu và chú rể có kinh nghiệm đúng không quý vị ơi? Và cái tư thế này thì có mà hôn trượt con á, xin mời cô dâu chú rể sẽ sát lại gần nhau đi ạ, xin mời. Và tất cả mọi người chúng ta đã sẵn sàng để chào đón nụ hôn này chưa quý vị ơi? Cô dâu chú rể mời nghe theo lệnh của ban tổ chức. Khi nào ban tổ chức đếm từ 1 đến 3 thì mới được hôn. Nếu mà ban tổ chức đếm từ 1 chưa đến 3 thì mà cô dâu chú rể đã hôn trước rồi. Cô dâu và chú rể sẽ phải hôn lại nha cô dâu chú rể nha. Và tất cả mọi người chúng ta sẽ cùng nhau giơ máy ảnh của mình lên được không ạ? Cô dâu chú rể chuẩn bị nhé. Chuẩn bị đi nào. Sẵn sàng chưa quý vị ơi? Và đây sẽ là nụ hôn. Một nụ hôn của trời, một nụ hôn của đất, một nụ hôn duy nhất để tình yêu của hai bạn tỏa sáng ngời ngời. Một, hai. Hai giờ nào chưa? Trời ơi, chưa gì đã muốn hôn rồi. Nồng độ máu của chú rể lên cao quá đây mà. Chưa nha chú rể nha. Nghe theo lệnh của ban tổ chức cơ mà. Đếm lại nha quý vị nha. Chuẩn bị đi nào. Nụ hôn của cô dâu và chú rể sẽ được diễn ra khoảng tầm 2 phút nha quý vị nha. Cô dâu chú rể nha. Đếm ngược nha. 3, 2, 1. Nụ hôn bắt đầu xin mời. 2 phút những tràng vỗ tay nào rồi quý vị ơi.